hướng dẫn các bạn một cái câu chạy dựa trên nền tảng pentatonic, nhưng chúng ta thêm vào các nốt gọi là chromatic để tạo ra cái mùi nó lạ hơn. Bởi vì pentatonic bản thân của nó là chỉ có 5 nốt thôi, cho nên các bạn nếu đánh vòng an toàn trong vòng 5 nốt đó thì các bạn nghe nhiều thì nó khá là nhàm chán. Do đó người ta mới thêm thắt vào những cái nốt bên ngoài. Thì ở đây có thể nói là trong một cái bài giảng trước mình có nói về kết hợp giữa trong một câu lick chúng ta kết hợp trưởng và thứ pentatonic luôn, thì cái dạng này nó gần gần như vậy nhưng mà nó nhiều hơn, nghe nó chromatic hơn. Thì cái câu này các bạn đánh dựa trên là từng cặp dây, có thể nói là nó từng quãng tám cao độ khác nhau nhưng kiểu đánh và cái câu nó giống như nhau. Thì chúng ta bắt đầu từ dây 6, dây 5, sau đó đến dây 4, dây 3 và cuối cùng là dây 2, dây 1. Thì các bạn có phần tập kèm theo, các bạn xem và tập theo dưới đồng khoa nhé. Ok, bắt đầu của nó như sau. Chúng ta sẽ chủ yếu là đánh chỉ dùng 3 ngón thôi các bạn ha. 3 ngón để chúng ta đánh thật. Thì đầu tiên chúng ta bắt đầu ngay ngăn 3 và sau đó ngăn 4, ngăn 5 nha. Và xuống dưới nó cũng tương tự như vậy. Thử nghe các bạn. Thì các bạn thấy rằng ở đây chúng ta có ngăn 3, ngăn 4, ngăn 5 của dây 6. Xuống dưới dây số 5 thì chúng ta cũng ngăn 3, ngăn 4, ngăn 5 luôn. Rồi câu tiếp theo các bạn dịch chuyển thấy tay lên, chúng ta đánh là ngăn 5, 6, 7. Thì các bạn thấy là khi mà 3, 4, 5 ở đây rồi, sau đó thứ 5, 6, 7 thì chúng ta thấy cái nốt R ở đây nó lặp lại coi như hai lần. Không sao cả, chủ yếu lặp thấy tay để bạn nghe nó lạ thôi. Mình đánh thật chậm nữa các bạn. Ở đây mình dùng chữ thực ham on để nghe nó mượt hơn. Tức là đánh nó đầu thôi, sau đó các bạn ham on vô hay nó sao. Còn khi tập đánh chậm thì bạn có thể tập mình đánh từng nốt luôn. Bắt đầu nha. Ok, cái cặp đầu tiên nó như vậy thì các cặp ở dưới nó tương tự như vậy. Các bạn chỉ dịch chuyển nó lên thôi. Ví dụ ở đây chúng ta son của dây 6 là ngay ngăn 3. Thì bây giờ son của dây 4 nó ngay ngăn 5, nha, khoảng 8. Thì chúng ta đánh cái câu 2 nó tương tự như vậy như sau nha. Chúng ta có 5, 6, 7 rồi xuống dây số 3 cũng 5, 6, 7 rồi sau 7, 8, 9. Ok. Rồi bắt đầu xuống tới cái dây cặp dây cuối cùng là dây 2 và dây 1 thì chúng ta bắt đầu từ ngay ngang 8. Thế tài giống như vậy thôi. 8, 9, 10 xuống dưới là 8, 9, 10 thì 10, 11, 12 nha. Rồi từ đầu nha bạn. Thì khi các bạn đã kết thúc ngay ngang số 12 rồi, các bạn pull up ngược nó ra 11, 10. Tức là 12, 11, 10 nè. Sau đó các bạn đánh vô ngang số 13 của dây 2. Là nó đô quá, sau đó quay lại, nó rê. Rồi
bạn đánh ngang 12 và slide ngang 15. Rồi chúng ta slide nó là ngay ngang 11 lên ngang 12. Ngang 13. Và ngang 14 của dây số 3. Câu sau nó chậm như sao ha. Tập thật chậm để chúng ta quen dần cái tốc độ, quen cái ngón tay. Sau đó các bạn mới nâng tốc độ lên ha. Bắt đầu mình đánh nó tương đối hơn một tí nha, để bạn nghe từ đầu nha. Hy vọng là với cái sử dụng chromatic các nốt liền kề như thế này, các bạn sẽ nghe cái câu nó lạ hơn nhiều so với chúng ta chỉ đánh thuần cái pentatonic mà thôi. Thì từ cái này các bạn có thể biến tấu nó ra thêm một tí, từng cái cặp chẳng hạn, để chúng ta cũng ra được một cái gì đó nó lạ riêng của bạn. Đó là cái cách tập lick, các bạn có thể thêm thắt thêm một tí để tạo ra một cái câu riêng. Các danh thủ trên giới họ kế thừa cũng bằng cách đó. Mình có nhớ là tay guitarist rất nổi tiếng đó là Jason Becker. Thì ngày xưa thì các bạn thập niên 80 không có video gì dạy các bạn, chỉ nghe và bắt theo thôi. Và sau này á, khi được gặp thần tượng, khi được có mà cái phần tập được xem lại xong thì em mới biết là ông đánh sai. Nhưng mà không sao cả, khi một cái câu của Malmsteen đánh ra quá nhanh, bắt bằng tay không được, thì ông cũng cố gắng đánh theo cái khuôn như vậy. Có vài cái nốt nó bị sai, nhưng chính vì vài nốt sai đó nó lại tạo ra cái màu sắc khác biệt. Thì ông mới nghĩ là Jason Becker là tôi cảm ơn bởi vì tôi đã nghe sai, cho nên tôi mới tạo ra một cái gì đó lạ. Cho nên cách học lớp sau này, những cái tay kế thừa thì họ học từ những danh thủ trước và họ cố gắng là biến tấu để nó ra những cái mới mẻ hơn. Đó là cái cách học lớp rất là hiệu quả. Mình hướng dẫn các bạn có thể chế tác thêm một tí để cho nó lạ hơn. Mình ví dụ một cái cách như thế này. Ví dụ lúc nãy mình đánh từ 3-4-5 như thế này. Thì các bạn bây giờ các bạn bỏ đi một nốt đi, các bạn đánh cái nốt đầu thôi, ví dụ 3-5 đi, các bạn thấy nó khác rồi đúng không? Bởi vì pentatonic bình thường các bạn đánh của là thứ như thế này. Bây giờ các bạn thêm vô cái nốt giữa nữa, còn lúc nãy mình thêm vô hai nốt giữa luôn. Bây giờ bạn kết nó khác đi, chúng ta chế tác lại một tí nha. Thì hy vọng là các bạn sẽ luôn ủng hộ Amigo Guitar Shop. Nếu có nhu cầu mua đàn, guitar điện, amply, phương pháo các loại, cam kết giá sẽ rất là phải chăng. Nếu bạn nào muốn nghiên cứu về guitar điện mà biết sơ sơ thôi, hoặc là cũng có đánh sơ sơ nhưng mà cũng chưa rành về kỹ thuật, thì có thể đăng ký cái khóa học kỹ thuật guitar điện cơ bản và áp dụng của Đăng Khoa. Nó rất là cơ bản và mình hướng dẫn các kỹ thuật cũng rất các nhiều cái bài tập rất chi tiết cho bạn tập để nâng cái độ khéo léo của ngón tay lên. Và hãy nhớ like, share, comment cho cái video này nhé. Xin hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.